Thầy Tụng, câu hỏi của Liễu Hương hỏi: Kính thưa thầy, các cư sĩ tại gia ngày nay học hỏi kinh sách Phát Triển, dạy về tán tụng, cúng bái, làm Bồ Tát hạnh. Các vị ấy tự xem mình tài giỏi hơn ai hết, hơn cả thầy ở trong chùa nữa. Thưa thầy, như vậy có đúng không? Đáp: Kinh sách Phát Triển chế ra Bồ Tát giới để cho hàng cư sĩ thọ giới Bồ Tát, làm việc từ thiện, giúp mọi người cúng bái tế lễ. Đó là một hình thức của Bà La Môn giáo ngày xưa. Bà La Môn giáo chia làm 3 giai đoạn. 1. Bà La Môn giáo thiếu niên thì phải học tập thông suốt kinh điển cúng bái tế lễ. Đây là giai đoạn học tập giống như các thầy ứng phú của kinh sách Phát Triển. 2. Bà La Môn giáo trung niên chuyên cúng bái tế lễ, sống ăn mặc như người thế tục, giống như cư sĩ bây giờ, gọi là phạm chí. Đây là giai đoạn làm từ thiện, Bồ Tát hạnh. 3. Bà La Môn giáo tuổi già, bỏ nhà cửa, gia đình, thân quyến xuất gia đi tu, nhưng đầu không có cạo. Đây là giai đoạn tu hành của Bà La Môn giáo. Người cư sĩ tụng niệm, cúng tế, làm Bồ Tát hạnh chính là Bà La Môn tụng niệm. Cho nên hình thức tổ chức của kinh sách Phát Triển là của Bà La Môn giáo. Người cư sĩ hành nghề cúng tế tụng niệm là một Bà La Môn. Họ không phải là một người tu mà là một người bình thường như thế tục. Chỉ hơn người khác là có đọc kinh sách Dạy Đà và các nghi thức cúng tế. Thọ giới Bồ Tát rồi tự xưng mình là Bồ Tát. Giới Bồ Tát cũng tự họ đặt ra. Nên bản chất ngã mạn tự kiêu của họ rất lớn. Những người này chúng ta không nên trách vì họ là những cư sĩ Bà La Môn khất thực. Đáng trách là trách quý vị tỳ kheo đầu cạo mặc pháp y mà đi làm chuyện mê tín gạt người khác. Chứ còn các vị cư sĩ Bà La Môn này, họ hành nghề của họ, chứ không nên trách họ làm gì. Tứ chúng. Câu hỏi của Liễu Hương hỏi: Kính thưa thầy, trong giới luật của Phật, nếu đệ tử của Phật giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh và khép mình trong giới luật triệt để thì được xếp vào 4 hàng tứ chúng: cư sĩ nam, cư sĩ nữ, tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni. Như vậy có bằng phẩm Bát Bộ Thiên Long không? Đáp: 4 chúng đệ tử của Phật là tăng, ni, cư sĩ nam và cư sĩ nữ đều phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh mới gọi là đệ tử Phật. Còn tăng, ni và cư sĩ mà không giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì gọi là đệ tử của Bà La Môn giáo, tức là Phật giáo Phát Triển. 4 chúng đệ tử Phật không thể gọi là Bát Bộ Thiên Long được. Bát Bộ Thiên Long gồm có: 1. Thiên chúng gồm 6 cõi trời dục giới, 4 trời tứ thiền sắc giới, 4 trời vô sắc giới. 2. Long chúng, tức rồng, gồm có 8 vị long vương. 3. Dạ xoa, là những quỷ thần. 4. Càn thác bà, là thần âm nhạc ở cõi trời Đế Thích. 5. Atula, là thần quả báo, thích đánh nhau. 6. Kalola, thần kim xí điểu. 7. Khẩn Na La, là giống thần đầu người, thường ca hát ở cõi trời Đế Thích. 8. Ma Hầu La Già, là thần mãng xà, thần rắn. Trong Kinh Nguyên Thủy, Đức Phật đã xác định Bát Bộ Thiên Long là tưởng tri, chứ không phải liễu tri. Vậy, Bát Bộ chẳng phải là thế giới trời, người, quỷ, thần, mà do tín ngưỡng Ấn Độ đã xây dựng từ xưa, trước khi có đạo Phật.